con xin được đảnh lễ Nam Mô Tất Cả Mười Phương Ba Đời Tăng Hiền Thánh. Con xin được đảnh lễ Nam Mô Tất Cả Mười Phương Ba Đời Tất Cả Các Pháp Tạng. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ Nam Mô Thường Trụ Tham Bảo. Nghiêm trị hương hoa, cúng dường như pháp, nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp mười phương, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các hiền thánh vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự, tất cả Phật pháp tam bảo thể thường biến mãn đều hiện hữu khắp nơi. Nguyện khiến hương hoa này đồng như các pháp tánh, phổ huân tất cả các cõi Phật, cúng dường làm Phật sự, dụng cụ cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có. Hôm nay còn xin đem tất cả các hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, vô số âm nhạc, ánh sáng, đem đến ẩm thực, y phục, hoa cụ, thuốc men, cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tận khắp mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường. Trong các thế giới có người tu cúng dường, hôm nay con xin tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường, nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường. Lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước, ở mỗi nơi có Phật pháp tăng đều dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường cho tất cả pháp thân, sắc thân, xả lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp và tất cả các Phật sự của chư Phật. Cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng, nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế, dần dần được thành tựu lục ba la mật, tử vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp vốn tịch tịnh, không sanh, không diệt, một vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh, cứu cánh viên mãn. Umgagana sambhavacharahok, umgagana sambhavacharahok, umgagana sambhavacharahok, umgagana sambhavacharahok, umgagana sambhavacharahok, Om Gagana Sambhava Chorahok, Om Gagana Sambhava Chorahok. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bảy Đức Phật, Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bảy Đức Phật, Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bảy Đức Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng 53 Đức Phật, Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng 53 Đức Phật, Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng 53 Đức Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân, Xả Lợi, Hình Tượng, Phù Đồ, Miếu Tháp, Tất Cả Phật Sự. Nam Mô Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân, Xả Lợi, Hình Tượng, Phù Đồ, Miếu Tháp, Tất Cả Phật Sự. Nam Mô Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân, Xả Lợi, Hình Tượng, Phù Đồ, Miếu Tháp, Tất Cả Phật Sự, Tác Đại Chứng Minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Mười Phương Ba Đời Tất Cả Các Đức Phật, Nam Mô Mười Phương Ba Đời Tất Cả Các Đức Phật, Nam Mô Mười Phương Ba Đời Tất Cả Các Đức Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng, Nam Mô Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng, Nam Mô Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng, Tác Đại Chứng Minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Mười Phương Tất Cả Pháp Tạng, Nam Mô Mười Phương Tất Cả Pháp Tạng, Nam Mô Mười Phương Tất Cả Pháp Tạng, Tác Đại Chứng Minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Mười Phương Tất Cả Hiền Thánh, Nam Mô Mười Phương Tất Cả Hiền Thánh, Nam Mô Mười Phương Tất Cả Hiền Thánh, Tác Đại Chứng Minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam Mô Kiên Tịnh Tính Bồ Tát,
Nam mô Kim Tịnh Tấn Bồ Tát, Nam mô Kim Tịnh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nhất tâm phụ thỉnh, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nhất tâm phụ thỉnh, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nhân tộc phụng thỉnh, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nhân tộc phụng thỉnh, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, Thiền Long Bát Bộ, Tăng Già Lam Nội, Hồ Chánh Pháp Già, tất cả thánh chúng, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, Thiền Long Bát Bộ, Tăng Già Lam Nội, Hồ Chánh Pháp Già, tất cả thánh chúng, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, Thiền Long Bát Bộ, Tăng Già Lam Nội, Hồ Chánh Pháp Già, tất cả thánh chúng, Tát Đại Chứng Minh. Duy nguyện Đức Thích Ca Tự Phụ, 7 Đức Phật Thế Tôn, 53 Đức Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạm nhãn, hãy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, hiển hạnh tịnh tĩnh. Duy nguyện Đức Thích Ca Tự Phụ, 7 Đức Phật Thế Tôn, 53 Đức Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạm nhãn, hãy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, hiển hạnh tịnh tĩnh. Duy nguyện Đức Thích Ca Tự Phụ, 7 Đức Phật Thế Tôn, 53 Đức Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thị nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thủ chúng con, hiển thành tịnh tính. Chìm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh, trọn pháp hư không hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Chìm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh, trọn pháp hư không hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Chìm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh, trọn pháp hư không hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Kim Tịnh Tĩnh Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Xuân Lợi Bồ Tát, mười phương tất cả hiền thánh không xả từ bi, quang lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kim Tịnh Tĩnh Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Xuân Lợi Bồ Tát, mười phương tất cả hiền thánh không xả từ bi, quang lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiên Tịnh Tĩnh Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Xuân Lợi Bồ Tát, mười phương tất cả hiền thánh không xả từ bi, quang lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiệu sâu chắc, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiệu sâu chắc, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiệu sâu chắc, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Hộ Pháp Thiên Lâm, Già Lam Chân Tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ Pháp Thiên Lâm, Già Lam Chân Tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ Pháp Thiên Lâm, Già Lam Chân Tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Trong biển chánh biến tri, ân đức chân thật vô biên, độ thoát các hữu tình, tâm hoan hỷ kính lễ, từng tu vô lượng phúc,
Nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp cúng dường, thân chủ tăng trưởng công đức lễ lại lên 1.000 lần. Om Namo Manjushriye Namaha Sushriye Namaha Uttama Sriye Soha. Om Namo Manjushriye Namaha Sushriye Namaha Uttama Sriye Soha. Om Namo Manjushriye Namaha Sushriye Namaha Uttama Sriye Soha. Om Namo Manjushriye Namaha Sushriye Namaha Uttama Sriye Soha. Om Namo Manjushriye Namaha Sushriye Namaha Uttama Sriye Soha. Om Namo Manjushriye Namaha Sushriye Namaha Uttama Sriye Soha. Om Namo Manjushriye Namaha Sushriye Namaha Uttama Sriye Soha. Om Namo Manjushriye Namaha Sushriye Namaha Uttama Sriye Soha. Chúng con xin được tăng trưởng công đức lễ lạy lên 1.000 lần để chúng con có cơ hội được tiêu diệt hết tất cả các tội nghiệp. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát Các Đại Chứng Minh. Nhân tầm đảnh lễ Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thi Khí Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tỳ Xá Phụ Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Câu Lưu Tôn Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ca Diếp Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Tịnh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đà Ma La Bạc Chiên Đà Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Chiên Đàm Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ma Ni Tràng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ma Ni Tràng Đăng Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Cử Chiếu Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hải Đức Quang Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Cường Tinh Tấn Dẫn Mãnh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Bi Quang Như Lai.
tâm đảnh lễ Đức Phật Từ Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Từ Tạng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hiền Thiện Thủ Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiện Ý Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quảng Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Hoa Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hư Không Bảo Hoa Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Liêu Ly Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Hiện Sắc Thân Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bất Động Trí Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hàng Phục Chúng Ma Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tài Quang Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Trí Huệ Thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Di Lặc Tiên Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiện Tịnh Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thế Tịnh Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Lòng Chủng Thượng Tôn Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhật Nguyệt Châu Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Tràng Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Diệu Âm Thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thường Quang Tràng Như Lai.
tâm đảnh lễ Đức Phật Quan Thế Đăng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Oai Đăng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Pháp Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tu Di Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tu Ma Na Hoa Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Yêu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Huệ Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật A Xuất Tỳ Hoan Hỷ Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Vô Lượng Âm Thanh Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tài Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Hải Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Thông Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đông Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xả Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Đông Nam Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xả Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xả Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Tây Nam Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xả Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xả Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Tây Bắc Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xả Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Bát Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xả Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Đông Bát Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xả Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Hạ Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xả Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự.
tam cảnh đệ thượng phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xả lời hình tượng phô đô miếu tháp tất cả Phật sự. Nhân tam đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Nhân tam đảnh lễ mười phương tất cả pháp tạng. Nhân tam đảnh lễ mười phương tất cả pháp tạng. Đảnh lễ mười phương tất cả pháp tạng. Nhân tâm đảnh lễ chìm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhân tâm đảnh lễ mười phương tất cả hiền thánh. Đảnh lễ mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ kim tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát. Đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tu hành sám hối, con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường bị tội nặng của ba nghiệp sáu căn làm chướng ngại nên không thể được chư Phật. Không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Mặc dù này đã biết, nhưng do con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, giờ đây con đối trước Bồ Tát Địa Tạng, mười phương chư Phật, rộng vì chúng sanh mà quy mạng sám hối, vì nguyện gia hộ khiến cho con và chúng sanh tội chướng tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới, nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay do tham ái kiến chấp trong lòng suy tính ngã nhân, ngoài lại thêm bản xấu không chút tùy hỷ các việc thiện của người, duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng. Việc tuy không rộng nhưng an tâm lan tràn ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, che giấu lỗi lầm, không muốn người biết, không sợ quả báo trong ác đạo, không có chút hổ thẹn, không đoái hoài nhân quả. Vì thế ngày nay tin sâu nhân quả, sanh lòng hổ thẹn, sanh tâm khiếp sợ ác đạo, phát đồ sám hối toàn tâm tương tục, phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện, tinh cần sát tấn ba nghiệp, sửa lỗi tội nặng trong quá khứ, tùy hỷ phàm thánh dù chút thiện nhỏ, niệm mười phương chư Phật có đại phước huệ, có thể cứu bạc cho con cùng tất cả chúng sanh từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam đức. Từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp vốn không tịnh nên tạo quá nhiều tội ác, này đi không tịnh con về chúng sanh cầu đạo bồ đề, rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả các điều ác, duy nguyện hết thể tam bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp thọ nghe con sám hối. Con đệ tử quả nguyện chí tâm sám hối, con và chúng sanh tự tánh thanh tịnh, nhất thập cảnh giới đồng thể chư Phật, nhưng do vô minh si ám vân tập nhân duyên nên hiện ra cảnh giới hư vọng, khiến chúng con sanh ham trước chấp trước cái ta và của ta, vân tập các ác pháp sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tội chướng thập ác ngũ nghịch,
trọng năng kinh giác, chướng tuệ, chướng định, chướng chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ ái, mãi không có ngày ra khỏi. Dạ như muốn tu hành, nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên, tịnh tính không hành. Nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, khéo nói lời an ủi, mở đám mây đen mê hoặc, gột tẩy âu lo trong tâm con, cầu ai sám hối, duy nguyện mười phương, trừ đại từ tôn, chứng tri hộ niệm, nay con sám hối, không tạo lại nữa, nguyện con cùng tất cả chúng sanh, nhanh chóng diệt trừ vô lượng kiếp đến nay, thập ác tứ trọng, ngũ nghịch điên đảo, hủy bán tam bảo, tội nhất xiển đề, tội tánh như vậy, vốn là không tịnh, nhưng từ hư vọng khởi tâm điên đảo, chẳng thực sự có định, huống chi là chứng đắc, nguyện tất cả chúng sanh, nhanh chóng đạt được bổn tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn. Còn đệ tử quả nguyện, chí tâm khuyến tỉnh, nguyện hết thảy Bồ Tát trong mười phương, nếu chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác, nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế, chuyển chánh pháp luân, không nhập niết bàn, nguyện hết thảy các đức Như Lai, như số cực vi, trọng tất cả cõi Phật, khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, toàn muốn thể hiện nhập niết bàn, cùng các Bồ Tát thanh văn, duyên giác, hữu học vô học, cho đến tất cả các bậc thiện tri thức, con đều khuyên mời xin đừng nhập niết bàn. Xin ở lại đời, trải qua số kiếp như vi trần trong tất cả cõi Phật vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc. Con, đệ tử quả nguyện, chỉ tâm tùy hỷ, nguyện con và tất cả chúng sanh xả bỏ rốt ráo vĩnh viễn tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các cõi nước trong ba đời, hãy đều tùy hỷ. Bao nhiêu đức Phật như số vi trần trong tất cả cõi Phật, khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm vì muốn chứng thành Phật đạo mà siêng tu cội phước, chẳng tiếc thân mạng, trải qua số kiếp như số cực vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật, mỗi kiếp đều thí xả đầu, mắt, tay, chân, vân vân, nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật. Làm tất cả những hạnh khó làm như vậy, đầy đủ các món ba la mật, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát, trọn nên quả vô thượng Bồ Đề của chư Phật, cho đến nhập niết bàn, phân chia xá lợi, bao nhiêu căn lành ấy con đều tùy hỷ cả, đến các loài lục thú, tử sanh trong tất cả mười phương thế giới kia có bao nhiêu công đức, dầu nhỏ như mảy trần con đều tùy hỷ. Mười phương ba đời, tất cả các vị thanh văn, bích chi Phật, hữu học và vô học có bao nhiêu công đức con đều tùy hỷ. Tất cả chư Bồ Tát tu hành cần khổ khó làm, chỉ cầu quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, công đức rộng lớn con đều tùy hỷ. Con đệ tử quả nguyện, chí tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhận đến lễ sám có bao nhiêu công đức thầy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong hư không pháp giới, nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, không các bệnh khổ, muốn thực hành pháp ác thầy đều không thành, còn tu nghiệp lành thì đều mau thành tựu, đóng chặt cửa của tất cả các ác thú, mở bày đường chánh nhân thiên niết bàn, đồng hướng đến Phật trí, đến thành niết bàn. Còn đệ tử quả nguyện, chí tâm phát nguyện, nguyện mười phương tam bảo, Địa Tạng Từ Tôn thường xác hộ trì, cử bạc chủng tế, khiến thế giới này tiêu trừ thiên tai động loạn, chánh pháp lưu thông, tất cả đều sanh tịnh tính, không gặp các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tà tri tà kiến. Con và chúng sanh nhanh chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời xa lìa trầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tam tụ giới căn rung ráo thanh tịnh, hai loại quán đạo ứng nghiệm hiện tiền, tam muội tổng trì, thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ, tất cả đều viên thành, liễu ngộ tự tâm, nhất thật cảnh giới, bỏ thân khỏi thế giới này, sanh tại Phật tiền, đối diện Di Đà, thân cận chư Phật, được Phật thọ ký trở lại trần lao, phổ độ quần mê, đồng quy mật tạng. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đại đạo, pháp lòng vô thượng. Tự quy y pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy vô ngại, hòa nam thánh chúng. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, các đại chúng minh.
toàn đã để lại xong kinh chiếm sát thiện ác nghiệp báo này. Con xin được cảm ơn tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị Hộ Pháp đại gia hộ cho con hoàn thành buổi lễ lại kinh chiếm sát viên mãn. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha.